Radio Tin Mừng xin kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay thứ Hai 18 tháng 12 2017, chương trình gồm những nội dung sau đây: Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, thắc mắc Công Giáo, lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên điểm qua bản tin Công Giáo. Bong bóng và bánh ngọt cho sinh nhật 81 của Đức Francisco. Linh mục dòng Salesian được giải cứu, nhận giải thưởng Mẹ Teresa. Vui vẻ, cầu nguyện và cảm ơn, ba thái độ để chuẩn bị lễ Giáng sinh. Nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Francisco kêu gọi nâng niu niềm vui trẻ em như một kho tàng. Bong bóng và bánh ngọt cho sinh nhật 81 của Đức Francisco. Chủ nhật 17 tháng 12 2017, Đức Francisco mừng sinh nhật 81 ở Roma. Nhân dịp này, các tín hữu hành hương về quảng trường Thánh Phêrô để chúc mừng sinh nhật ngài. Trong giờ kinh truyền tin thường lệ trưa Chủ nhật ở quảng trường Thánh Phêrô, Chủ nhật hôm nay trùng với sinh nhật 81 của ngài, Đức Francisco kêu gọi tín hữu luôn vui vẻ dù khi phải gặp các sự việc mình không mong muốn. Ngài cũng nhấn mạnh đến việc tránh cho trẻ con phải thấy người lớn gây gổ trong nhà. Sau khi gặp các em kém may mắn, được phòng khám khoa nhi Thánh Mata chăm sóc, ngài phát biểu, khi trẻ con thấy các vấn đề trong nhà, khi thấy cha mẹ gây nhau thì chúng buồn. Xin anh chị em đừng làm trẻ con buồn, trẻ con phải được lớn lên trong niềm vui. Đức Francisco cũng cảm ơn các tín hữu tụ họp ở quảng trường Thánh Phêrô, tay cầm băng rôn khổng lồ mừng sinh nhật. Họ reo mừng, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Sau bữa ăn trưa, ngài sẽ thưởng thức chiếc bánh ngọt do tiệm bánh Hedera làm và do nghệ sĩ đường phố người Ý Mopon vẽ hình trên chiếc bánh. Nghệ sĩ Mopon là người chuyên vẽ tranh tường, nổi tiếng với bức tranh tường Đức Francisco là Superman. Trên chiếc bánh sinh nhật là hình Đức Francisco tay cầm túi xách đựng các giá trị, vai oằn, lưng còng, mang gánh nặng thế giới trên vai. Linh mục dòng Salesian được giải cứu, nhận giải thưởng Mẹ Teresa. Cha Thomas Osmundalin, người bị bắt cóc 18 tháng ở Yemen, được công nhận vì tình thương và lòng can đảm. Cha Thomas Osmundalin thuộc dòng Salesian, người được giải cứu sau khi bị bắt cóc 18 tháng trong vùng xảy ra xung đột ở Yemen hồi tháng 9 năm ngoái, được trao giải thưởng Mẹ Teresa và công bằng xã hội hôm 10 tháng 12. Harmony Foundation, tổ chức thiện nguyện có trụ sở ở Mumbai, thủ phủ thương mại của Ấn Độ, tôn vinh vị linh mục với chủ đề tình thương không biên giới. Nhóm nghi phạm khủng bố Hồi giáo bắt cóc cha Osmundalin thừa sai ở Yemen ngày 4 tháng 3 2016. Ngài bị bắt cóc sau khi các tay súng tấn công viện dưỡng lão của dòng thừa sai bác ái ở Eden. Vị linh mục tuyên úy tại đây: những kẻ khủng bố bắn chết 16 người, trong đó có 4 nữ tu. Ngài được giải cứu ngày 13 tháng 9 năm nay và trở về bang quê nhà Kerala sau khi được đưa đến Roma tịnh dưỡng 2 tuần. Bày tỏ lòng biết ơn về giải thưởng, vị linh mục dòng Salesian nói ngài không oán hận bất cứ người nào. Abraham Mathai, chủ tịch của Harmony Foundation, nói xã hội cần có thêm nhiều người giống như cha Osmundalin, bày tỏ tình thương đối với những người nghèo khổ. Cha Osmundalin thể hiện tình thương bằng việc thi hành một vụ tại một nơi nguy hiểm như thế, mặc dù biết trước hậu quả, vì ngài có tấm lòng phục vụ. Ông Mathai, người sáng lập tổ chức Harmony Foundation, phát biểu. Ông nói thêm, điều tối thiểu chúng ta có thể làm cho một người như thế là tôn vinh ngài trước công chúng
và giúp xã hội lấy cảm hứng từ công việc đầy tình thương của Ngài. Vui vẻ cầu nguyện và cảm ơn, ba thái độ để chuẩn bị lễ Giáng sinh. Vui vẻ cầu nguyện và cảm ơn, đó là ba thái độ Đức Phanxicô xin tín hữu tham dự kinh truyền tin cho Chúa Nhật 17 tháng 12 tại quảng trường Thánh Phêrô cần có để chuẩn bị đón Chúa Giáng sinh. Mở đầu kinh truyền tin từ cửa sổ dinh tông tòa. Trước sự hiện diện của khoảng 25.000 tín hữu, Đức Phanxicô cho biết niềm vui của người Kitô không mua được và cũng không thể mua được. Niềm vui này đến từ đức tin và sự gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta chuẩn bị cho Chúa đến bằng ba thái độ sống: vui vẻ, cầu nguyện và cảm ơn. Đức Phanxicô giải thích ba thái độ đó như sau. Thái độ thứ nhất là luôn vui vẻ. Anh em hãy vui lên. Thánh Phaolô nói, điều này có nghĩa là chúng ta luôn ở trong niềm vui, dù gặp các trạng huống không như chúng ta mong muốn. Nhưng chúng ta có niềm vui sâu xa, đó là bình an nội tâm. Và bình an là niềm vui ở thế gian, nhưng đó là niềm vui. Chúng ta ai cũng biết, có các lo âu, các khó khăn, các khổ đau đi qua cuộc sống của mỗi người. Và thường, thực tại bao quanh chúng ta, xem ra không thể sống được, khô cằn như sa mạc mà các lời của Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Phúc Âm nhắc chúng ta nhớ. Nhưng chính những lời này lại cho chúng ta thấy niềm vui này chắc chắn là do giữa anh em có một người mà anh em không biết. Đó là Chúa Giêsu đấng được Thiên Chúa Cha sai đến. Ngài đến như ngôn sứ Isaia nhấn mạnh để loan báo tin vui cho kẻ nghèo hèn, băng bó vết thương của những tâm hồn tan nát, công bố tự do cho người nô lệ, Ngài phóng thích cho các tù nhân và công bố một năm hồng ân của Chúa. Các lời này Chúa Giêsu dùng để giảng ở hội trường Nazareth, chứng minh sứ mệnh của Ngài trong thế giới là giải thoát khỏi tội lỗi và các tình trạng nô lệ cá nhân và xã hội mà tội lỗi gây ra. Ngài đã đến thế gian để tái trao ban cho con người phẩm giá và sự tự do là con cái Chúa, mà chỉ có Ngài mới có thể thông truyền và vì thế trao ban niềm vui. Thái độ thứ hai là cầu nguyện, như Thánh Phaolô nói, anh em hãy cầu nguyện không ngừng. Đức Phanxicô giải thích, qua lời cầu nguyện, chúng ta ở trong quan hệ an bình với Thiên Chúa là suối nguồn của niềm vui đích thực. Niềm vui của người Kitô hữu không mua được và cũng không thể mua được. Niềm vui này đến từ đức tin và cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta càng bám rễ trong Chúa Kitô, chúng ta càng tìm được bình an nội tâm. Dù giữa các khó khăn nghịch lý của đời sống hàng ngày, tín hữu Kitô không thể là ngôn sứ của điều bất hạnh, nhưng ngôn sứ và là chứng nhân của niềm vui. Một niềm vui chia sẻ với người khác, một niềm vui lây lan làm cho đường đời bớt gay go hơn. Thái độ thứ ba, Thánh Phaolô nói đến tâm tình tri ân, luôn biết tạ ơn Chúa. Thiên Chúa rất quảng đại với chúng ta, và chúng ta luôn được mời gọi để biết các ân huệ, lòng thương xót, lòng kiên nhẫn của Ngài, và vì thế chúng ta luôn sống trong tâm tình biết ơn. Vui vẻ, cầu nguyện và biết ơn là ba thái độ giúp chúng ta chuẩn bị đón Chúa Giáng sinh chân thật nhất. Xin anh chị em cùng lặp lại với tôi, to và to hơn nữa, vui vẻ, cầu nguyện và biết ơn. Trong thời gian cuối mùa vọng, chúng ta xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta. Mẹ là niềm vui của chúng ta, không chỉ vì mẹ sinh ra Chúa Giêsu, nhưng vì mẹ liên lỉ cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Sau đó, Đức Phanxicô xin giáo dân hiệp ý cầu nguyện với các giám mục Nigeria, kêu gọi trả tự do cho 6 nữ tu dòng Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu đã bị bắt cóc gần một tháng qua tại tu viện ở Igoriaki. Cũng trong buổi kinh truyền tin, Đức Phanxicô đặc biệt chào và cảm ơn các trẻ em đem tượng Chúa Hài Đồng đến xin Ngài làm phép. Khi các con cùng gia đình cầu nguyện trước máng cỏ, các con hãy chiêm nghiệm sự hiện diệu của Chúa Giêsu Hài Đồng. Ngài sinh ra khó nghèo và yếu mềm giữa chúng ta để trao ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Đó là tinh thần của lễ Giáng sinh. Nếu chúng ta lấy mất đi Chúa Giêsu thì lễ Giáng sinh còn gì? Một lễ trống rỗng. Đừng lấy Chúa Giêsu ra khỏi lễ Giáng sinh. Chúa Giêsu là trung tâm của lễ Giáng sinh.
Chúa Giêsu là lễ Giáng sinh đích thực. Cha mong các con hiểu. Sau cùng, Đức Phanxicô chúc mừng lễ Giáng sinh mọi người và Ngài không quên xin tín hữu nhớ cầu nguyện cho Ngài. Nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Phanxicô kêu gọi nâng niu niềm vui trẻ em như một kho tàng. Khi tiếp các trẻ em, cha mẹ các em và nhân viên thiện nguyện của phòng khám nhi Thánh Marta ở hội trường Phaolô thứ 6, Đức Phanxicô tuyên bố, niềm vui của trẻ con là một kho tàng, chúng ta phải làm mọi cách để giữ niềm vui này. Đức Phanxicô cho rằng, niềm vui trẻ con giống như miếng đất màu mỡ, một tâm hồn vui tươi như miếng đất tốt, làm đời sống được tăng trưởng và mang lại hoa trái tốt đẹp. Ngài giải thích, chúng ta luôn tìm sự gần gũi với ngày lễ Giáng sinh, để gặp nhau, để tổ chức cho trẻ con ngày lễ này. Ngài có ba lời khuyên cho các cha mẹ. Lời khuyên thứ nhất là chăm sóc niềm vui trẻ con và đừng bao giờ làm chúng buồn. Khi trẻ con thấy nhà có vấn đề, khi cha mẹ gây nhau thì chúng sẽ khổ. Nhưng trẻ em cần phải luôn được lớn lên trong niềm vui. Lo lắng cho nguồn gốc. Lời khuyên thứ nhì, Đức Phanxicô khuyên nên có quan hệ ưu tiên và quý giá với ông bà nội ngoại. Bởi vì ông bà là ký ức, ông bà có gốc rễ để trao truyền cho con cháu. Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết làm sao để trẻ con không bị mất gốc, không bị mất ký ức của một dân tộc, của một đức tin, không bị mất ký ức của biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp trong lịch sử, của biết bao các giá trị chính đáng. Lời khuyên thứ ba là cha mẹ hãy dạy con trẻ, biết nói chuyện với Chúa để các em cầu nguyện và để các em nói lên những gì các em cảm nhận trong lòng. Đó là các lời khuyên Đức Phanxicô nhắn nhủ trong Chủ nhật thứ ba mùa vọng, kết thúc buổi gặp gỡ, Ngài chúc các em một ngày tốt đẹp, đầy bầu khí ngày lễ hội. Phần 1. Thời thơ ấu. Ông Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu sinh ra và sống ẩn dật. Truyền tin cho ông Zacaria. Luca chương 1 từ câu 5 đến câu 25. Thời vua Herode cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Abia tên là Zacaria. Vợ ông là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, và lại cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa, khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacaria bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Zacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời, vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa
để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Zacharia thưa với sứ thần: Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Sứ thần đáp: Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi. Là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth, vợ ông, có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ: Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người thương cất nỗi hổ nhục, tôi phải chịu trước mặt người đời. Đừng sợ. Ông Zacharia cầu xin và Chúa đã nhận lời. Thế nhưng khi Ngài hứa ban cho ông một người con trai theo lòng ước nguyện, thì ông lại hoang mang, sợ hãi và đòi Chúa cho một dấu lạ. Dựa vào đâu mà tôi biết được các điều ấy vì tôi đã già? Hóa ra, giữa lời cầu và niềm tin là một khoảng cách xa vời vợi. Con người có thể cầu nguyện, nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn để cho Thiên Chúa hoạch định chương trình của Ngài. Điệp khúc đừng sợ xuất hiện 365 lần trong Kinh Thánh và hầu hết để gửi cho những người được coi là công chính. Một lần nữa, như gửi đến cho mỗi người chúng ta trong mùa mộng này. Giữa biển đời trần gian, giữa phong ba bão tố của thất bại, mất mát, bệnh tật, thù oán và ghen tương, lắm khen làm cho bạn hoảng sợ, bạn có tìm đến Chúa để cầu nguyện và nội tâm của bạn đã thực sự được giải tỏa để ký thác hoàn toàn vào tình yêu của Chúa chưa? Hay những lý luận và phân tích tự nhiên đã cản trở niềm tin của bạn? Cha Teilhard de Chardin ví đức tin như một cú nhảy. Tin là nhảy tới, lao vào khoảng không mà biết rằng đó không phải là khoảng không hun hút bất tận. Nhưng chắc chắn trong khoảng không ấy sẽ có bàn tay Thiên Chúa đón đỡ lấy mình. Hiện tại, điều gì đang làm bạn sợ hãi? Chỉ trong niềm tin bất tận vào quyền năng Chúa, bạn mới được giải thoát. Hãy dành ít phút thinh lặng trong ngày để gặp gỡ Chúa. Lạy Chúa, chỉ trong Chúa con mới có bình an. Xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người. Là chuyên mục thắc mắc công giáo. Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi. Hỏi đáp về mùa mộng và Giáng sinh. Hội Thánh đặt lễ Giáng sinh vào đúng ngày 25 tháng 12, ngày người ngoại giáo cử hành lễ mừng ánh sáng để công bố điều gì? Để công bố chính thức Chúa Giêsu Kitô mới thực là ánh sáng, là mặt trời soi sáng thế gian.
Vị thánh nào được xem như là ông già Noel? Vị thánh được xem như là ông già Noel, đó là thánh Nicola. Mùa Giáng sinh bắt đầu từ lễ Chúa Giáng sinh và kết thúc khi nào? Mùa Giáng sinh bắt đầu từ lễ Chúa Giáng sinh và đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Mùa Giáng sinh có đặc tính nào? Mùa Giáng sinh kính nhớ ngôi hai Thiên Chúa Giáng sinh và lần tỏ mình đầu tiên của Người. Nguồn gốc lễ Giáng sinh là lễ nào? Nguồn gốc lễ Giáng sinh là lễ thờ thần mặt trời. Mùa Giáng sinh còn được ghi dấu bằng những lễ nào khác? 1. Là lễ kính thánh gia thất. 2. Là lễ Maria mẹ Thiên Chúa. 3. Là lễ hiển linh. Vua Do Thái thời Chúa Giêsu sinh ra là ai? Vua Do Thái thời Chúa Giêsu sinh ra là vua Herodê cả. Hoàng đế La Mã thời Chúa Giêsu sinh ra là ai? Hoàng đế La Mã thời Chúa Giêsu sinh ra là hoàng đế Augusto. Những người từ phương Đông đến thờ lạy hài nhi Giêsu là ai? Những người từ phương Đông đến thờ lạy hài nhi Giêsu là các nhà chiêm tinh. Các nhà chiêm tinh dâng cho hài nhi vàng ám chỉ điều gì? Các nhà chiêm tinh dâng cho hài nhi vàng ám chỉ hài nhi là vua. Các nhà chiêm tinh dâng cho hài nhi nhũ hương ám chỉ điều gì? Các nhà chiêm tinh dâng cho hài nhi nhũ hương ám chỉ hài nhi là Thiên Chúa. Các nhà chiêm tinh dâng cho hài nhi mộc dược ám chỉ điều gì? Các nhà chiêm tinh dâng cho hài nhi mộc dược ám chỉ hài nhi là con người. Emmanuel có nghĩa là gì? Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tôi có cần phải đi lễ hai lần vào ngày vọng Giáng sinh 24 tháng 12 năm nay hay không? Năm nay vọng Giáng sinh rơi đúng vào Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Vậy thì việc tham dự thánh lễ được quy định thế nào? Ngày vọng Giáng sinh năm nay có thể gây rối ren cho nhiều người, đó là ngày lễ vọng Giáng sinh lại trùng ngay Chúa Nhật. Như thông thường, thánh lễ Chúa Nhật vẫn là lễ buộc với người Công giáo, nhưng ngày kế tiếp cũng là lễ buộc. Giáo luật cho phép tham dự lễ chiều hôm trước cho chính ngày lễ buộc. Vậy có thể đi một lễ vào chiều Chúa Nhật thôi, vừa hoàn thành luật buộc Chúa Nhật, vừa hoàn thành luật buộc lễ Giáng sinh hay không? Câu trả lời rất ngắn gọn, không. Văn phòng phụng vụ trực thuộc Hội đồng Giám mục Anh Quốc cho biết, bạn không thể hoàn thành luật buộc Chúa Nhật và ngày lễ Giáng sinh trong cùng một thánh lễ. Theo văn phòng này, mục đích cơ bản của một lễ buộc là kêu gọi các tín hữu đón mừng một chiều kích đặc biệt của mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh Người. Bởi vì sự ràng buộc được gắn kết với mầu nhiệm được cử hành, nên bạn không thể hoàn thành hai sự ràng buộc trong cùng một cuộc cử hành. Do đó, những ai thường đi lễ chiều Chúa Nhật cần chú ý, nếu lễ chiều hay tối đó là lễ Giáng sinh chứ không phải lễ Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, thì bạn bắt buộc phải tham dự một thánh lễ khác sớm hơn trong ngày Chúa Nhật hoặc lễ chiều thứ bảy. Còn nếu có một lễ chiều Chúa Nhật thứ tư mùa vọng rồi lại có một lễ vọng Giáng sinh buổi tối, thì bạn có thể dự hai thánh lễ này liên tục. Đây là vấn đề chương trình của mỗi giáo xứ. Vậy thì bạn có thể chọn một trong bốn phương án sau đây. Lễ sáng Chúa Nhật và lễ Giáng sinh thứ hai. Lễ sáng Chúa Nhật và lễ vọng Giáng sinh tối Chúa Nhật. Lễ chiều thứ bảy và lễ vọng Giáng sinh tối Chúa Nhật. Lễ chiều thứ bảy và lễ Giáng sinh thứ hai. Thank you.
sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Thầy mở đường về chân thiền minh, đời đầu dối gian trông lại bất công, qua thầy tìm ra từ thân giải thoát, càn ngăn mọi ám tâm, đẩy lùi sự chiến tranh, chung tay với thầy bảo vệ sự sống, bước theo thầy đừng xa đừng xa. Sống như thầy đừng xa, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng xa, sống như thầy đừng xa, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Buổi sáng ngày 6 tháng 6 năm 1966, Trương Cao biểu ngữ với tựa đề Tuần hành chống lại sợ hãi. Một người da đen 32 tuổi đã bước xuống quốc lộ thứ 51 của thành phố Memphis thuộc bang Mississippi bên Hoa Kỳ. Tiểu bang Mississippi có tất cả 1 triệu người da đen. Mặc dù luật pháp Hoa Kỳ bảo đảm cho mọi người công dân không phân biệt chủng tộc và địa vị xã hội được quyền bỏ phiếu, nhưng trong thực tế chỉ có 100.000 người da đen đủ can đảm thi hành quyền này. Con số còn lại vì sợ hãi bởi nhiều sức ép khác nhau đã không dám đi bỏ phiếu. Jim Meredith, một thanh niên da đen nói trên, đã tuyên bố: chúng ta cần phải giải thoát khỏi những sợ hãi do người da trắng tạo ra. Tôi sẽ tuần hành từ Memphis đến thủ phủ của tiểu bang để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng một người da đen có quyền sống và đi lại. Tôi muốn thắng vượt sợ hãi và những đe dọa do những người phân biệt chủng tộc gây ra. Trong phút chốc, nhiều người, kể cả những người da trắng, đã ra khỏi nhà và tuần hành bên cạnh Meredith. Meredith tâm sự với một vị mục sư đi bên cạnh như sau: thoạt tiên, tôi định mang theo một khẩu súng, nhưng cuối cùng tôi quyết định mang theo một khí giới duy nhất, đó là quyển kinh thánh. Meredith dự định băng qua 350 cây số để đến tiểu phủ của tiểu bang, nhưng chưa đầy một ngày đường, anh đã bị một người da trắng quá khích bắn gục. Phát súng định mệnh đó đã làm rúng động toàn thể nước Mỹ. Giữa lúc Meredith đang nằm điều trị tại một nhà thương, từng đoàn người đến thăm và ủng hộ sáng kiến của anh. Sự sợ hãi giờ đây nhường chỗ cho một phong trào đang vươn lên với đầy khí thế. Mục sư Martin Luther King nhận giải thưởng Nobel về hòa bình và là thủ lãnh của phong trào tranh đấu bất bạo động của người da đen tại Hoa Kỳ, đã ngỏ lời với từng trăm ngàn người đang đứng trước cửa bệnh viện Memphis như sau: cuộc tuần hành chống lại sợ hãi sẽ không bao giờ chấm dứt. Chúng ta sẽ xuống đường lại ngay nơi mà Meredith đã bị bắn gục. Con đường từ Memphis đến Jackson chỉ dài độ 350 cây số, nhưng xiềng xích của sợ hãi và đe dọa mà chúng ta muốn bẻ gãy lại còn dài gấp bội. Những người da đen bên Hoa Kỳ đã phải trải qua những năm tháng dài dưới sự đe dọa và sợ hãi. Sợ hãi là tâm trạng thường tình của những ai đang sống trong đe dọa, bất an. Không biết mình sẽ bị bắt giữ lúc nào, không biết mình sẽ được phóng thích lúc nào, không biết mình có đủ cơm ăn áo mặc cho ngày mai không, không biết tương lai của con em mình sẽ như thế nào, không biết niềm tin của mình rồi ra có còn đứng vững trước những đe dọa không. Từng nỗi hoang mang ấy khiến ai trong chúng ta cũng đã một lần trải qua sợ hãi. Chúa Giêsu trong những giây phút nguy ngập nhất đã trấn an các môn đệ của Ngài: các con đừng sợ hãi, vì ta đã thắng thế gian.
Nghĩ đến cuộc khổ nạn đang chờ đợi ở trước mắt, Chúa Giêsu đã run rẩy sợ hãi đến độ toát mồ hôi báu. Nhưng cuối cùng Ngài đã thắng vượt tất cả bằng khí giới của tình thương. Tình thương là sức mạnh của Ngài trong những thử thách. Mê Đít đã không mang theo súng để trấn an cho chính mình, anh chỉ mang theo một quyển Kinh Thánh. Vâng, bởi vì Kinh Thánh là biểu hiện của tình thương. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Kính chúc quý thính giả luôn được tràn đầy tình yêu của Đức Kitô. Vì Thầy là đường.